Arima Onsen là một khu suối nước nóng nằm ở phía bắc thành phố Kobe, tỉnh Hyogo. Từ cách đây 1.400 năm, Arima Onsen đã là nơi trị liệu cho nhiều người, trong đó có lãnh chúa thời chiến quốc Toyotomi Hideyoshi. Đây là loại nước khoáng có sủi khí ga gọi là ginseng. Còn loại nước màu nâu này là ginseng, rất giàu chất sắt và muối. Là một trong những suối nước nóng lâu đời nhất Nhật Bản, Arima Onsen có nhiều nhà trọ cổ kính với những hồ tắm có thể xoa dịu cả tâm trí và cơ thể. Đây chính là nơi bạn có thể khám phá nét quyến rũ của văn hóa Onsen.